Long gì á? Chim gì bự long? Bìm bìm hả? Tại bìm bìm có đâu có mà nhổ lông á. Trời ơi, không bắt được bìm bìm nữa. Hay gì thôi. Quay chơi. Quay chơi. À, dịch lên rồi nha. Ôi. Ôi. Em đâu cũng về ngủ mà. Dạ tới giờ nó ngồi là tặng nó được. Dạ nó đi dịch người ta nè. Có dịch ta vô nữa hả? Dịch đó yếu mình bắt nó cầm nó về hả? Dạ nó què giò, nó bị què giò. Dịch này người ta nhốt qua đây là sáng sớm cái tối nó đẻ, cái sáng sớm ta ra luyện trứng. Trên đồng nó ăn vậy thì cũng đỡ tốn tiền thức ăn, ăn nóng ăn sến ăn mấy con dọc tới trên ruộng á. Còn muốn cho dịch ăn trên đồng đó là phải bơm nước, phải trên đồng nó có nước thì dịch nó mới ăn được, còn đồng khô là dịch ăn không được.